Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta thương một người nào, và có khi chúng ta chỉ đơn giản nghĩ là tại vì mình thích người đó thôi. Người đó có những cái hay, có những cái đẹp, có những cái hợp với mình, đồng điệu với mình, cho nên là mình quyết định thương người đó, gắn kết mối liên hệ sâu sắc với người đó và có thể đồng hành với người đó nhiều năm, mãi mãi trong cuộc đời. Nhưng mà đến khi mình thắt chặt mối quan hệ, đi sâu vào liên hệ tình cảm, mình và người đó đã bắt đầu có những cái chung đụng, có những cái va đập. Và có những lần mình đã nhìn thấy sâu trong tâm hồn người đó có những cái bóng tối nhỏ nhoi. Nói như Trịnh Công Sơn trong bài hát Rồi Như Đã Ngây Ngô, đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi. Hoặc là trong một bài hát khác của Trịnh Công Sơn là bài Sống Về Đâu, có câu là biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Có thể thấy một phần nào đó thì mình mới thương nổi, còn nếu thấy tất cả chắc là không có thương nổi. Cũng giống như là khi mà mình thấy người đó lúc mà họ tương tất thì mình thấy rất là hấp dẫn, nhưng nếu mình là bác sĩ ở trong phòng mổ chắc thì gớm, mình không có dám tới gần người đó. Thành ra mình chỉ muốn thấy những cái gì đẹp, những cái gì hay, những cái gì hấp dẫn từ người đó. Nhưng mà tiếc thay là người đó vẫn là một con người, cho nên người đó không thể lúc nào cũng thể hiện được cái hay cái đẹp liên tục, ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác. Vì là một con người cho nên họ vẫn còn có những cái bóng tối nhỏ nhoi, họ vẫn còn có những cái góc khuất trong tâm hồn, những phiền não, những cố tật, những giới hạn, những yếu kém. Có thể nói là ở bên trong còn có những cái con quái thú, những cái nỗi khổ niềm đau chưa có được giải quyết. Có thể những cái vết thương mà người đó đã lãnh chịu nó đến từ thời ấu thơ, từ trong gia đình, rồi lớn lên đi vào đời với những cái va đập, những cái thất bại đầu đời đã để lại trong lòng họ những cái vết thương rất là sâu đậm mà chính họ cũng không thể ngờ được là mình có những cái vết thương như vậy. Có thể họ biết nhưng mà biết chưa có hết, hoặc có thể là họ thấy nhiều về chính mình nhưng mà không đủ sức để đối diện và tháo gỡ hay là chữa lành. Và khi mình bước vào trong cuộc đời của họ, họ bước vào trong cuộc đời của mình, chưa có ai nghĩ rằng là mình phải giải quyết những cái khó khăn của bản thân trước hết. Chưa ai nghĩ rằng là mình phải dọn dẹp tâm hồn của mình cho nó thật là gọn gàng, sạch sẽ, để rồi người này cho người kia ở trọ, rồi người kia cho người này ở trọ. Ở trọ là cái từ tôi xài từ trong bài hát Ở Trọ của Trịnh Công Sơn. Tim em ở trọ là tôi, tức là suốt ngày, suốt giờ, từ phút này qua phút khác tôi chỉ nghĩ về em thôi, nghĩ về đối tượng mà tôi rất là thương yêu, hoặc là nghĩ về anh thôi. Đầu óc tôi lúc nào cũng thắt chặt vào cái đối tượng mà tôi ưa thích, và tôi bỏ quên cái đời sống của tôi. Tôi mặc kệ, gia đình có nhắc nhở, có khuyên ngăn tôi cũng mặc kệ, bạn bè có cảnh báo tôi cũng gạt phăng đi. Tôi chỉ muốn lao theo cái gì mà tôi tin rằng nó cho tôi những cái cảm giác tuyệt hảo nhất ở trên đời. Nhưng mà cuối cùng là tôi mới phát hiện rằng ở trong em có quá nhiều thứ, và ở trong anh cũng có quá nhiều thứ mà rất là khó để mà nuốt nổi. Có những thứ mà khi mà mình đã thấy rồi thì mình cảm thấy sợ hãi, không có muốn đi sâu vào cái mối quan hệ đó nữa. Thậm chí là có nhiều lần mình cũng thối chí, nản lòng, mình muốn dừng lại, cắt đứt cái mối liên hệ đó. Tại vì những cái khó khăn của người đó đó đã có lúc nó tràn lấp qua phía bên mình. Không chỉ họ vung vãi những cái rác rến bao quanh mình mà nó còn đi sâu vào trong đời sống của mình,
nó ảnh hưởng, nó làm xáo trộn, và nó thậm chí nó kéo cuộc đời của mình xuống. Từ ngày mà mình đồng hành với người đó trong cuộc đời thì hạnh phúc cũng có, vui cũng có, nhưng mà nỗi khổ niềm đau cũng không phải là ít. Và hơn nữa là khi mà mình với người đó sắp nhập hai cuộc đời thành một thì bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau của người đó mình đều lãnh đủ hết. Và có những lúc người đó đã nhả độc, người đó tấn công mình, người đó đã làm tổn thương mình. Và chứng kiến một lần, hai lần, chịu đựng 5-7 lần, rồi vài chục vài trăm lần, thì trái tim mình nó cũng đuối sức. Sức người có hạn. Và khi mình bước vào cái liên hệ tình cảm đó, mình không có ngờ, không ai có thể ngờ là sẽ có lúc mình như thế này. Sẽ có lúc mình bầm dập, mình tơi tả, mình cạn kiệt năng lượng. Sẽ có lúc là mình nhìn vào người đó chỉ có sự căm giận, chỉ có sự oán ghét, chỉ có thái độ muốn tránh né và loại trừ. Như nếu như trước kia ngày nào không gặp nhau thì chịu không nổi, buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn, nhưng mà buồn như ly rượu cạn không còn gì để vui. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không còn gì để vui. Và khi gặp nhau thì không còn gì tốt đẹp cho nhau nữa hết. Ngày xưa là mình rất là muốn hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất, những câu chuyện hay, những kỷ niệm đẹp, những chất liệu quý giá trong tâm hồn của mình. Và mình tin rằng mình có thể thiết kế một cái liên hệ tình cảm rất là tuyệt vời. Và đó là một phần quan trọng của đời sống. Mà nhiều khi có nhiều người xem tình cảm là tất cả của đời sống. Cả ngày, cả tuần, cả tháng, quanh năm, nửa đời người, 2/3 đời người chật vật, nghiệt ngã cũng vì tình cảm. Có thể nói cái khổ lớn nhất của nhân sinh vẫn là tình cảm. Nếu mà nhân sinh thoát ra được tình cảm, hoặc là đứng lên trên được tình cảm, làm chủ được tình cảm, thì nỗi khổ trong cuộc đời này nó vơi đi hơn một nửa. Và trong cái tâm hồn mà nhỏ bé của chúng ta, chúng ta đã phải mất rất nhiều năng lượng để mà sắp xếp cái cuộc sống của mình sao cho nó cân bằng ổn định. Trong đó chúng ta phải bỏ ra rất nhiều năng lượng cho việc mưu sinh, làm việc kiếm tiền nuôi sống. Rồi chúng ta mất đi một cái khoản năng lượng khổng lồ cho cái việc yêu thương, cho các mối liên hệ tình cảm. Có thể nói là hai đối tượng mà khiến chúng ta bận rộn, mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức, tiêu hao nhiều năng lượng nhất, đó là công việc và tình cảm. Có người thì để cho công việc nó lấn lướt hơn, có người thì để cho tình cảm nó bao trùm hơn. Và cuối cùng chúng ta tưởng rằng đời người nó chỉ có hai thứ đó thôi, nó chỉ có công việc và nó chỉ có tình cảm. Và nếu một trong hai thứ đó nó bất ổn thì chúng ta cũng sẽ bất ổn, chúng ta cũng không có hạnh phúc. Mà cái thứ bất ổn nhiều nhất nhiều khi nó không phải là công việc mà là tình cảm. Đối tượng luôn luôn thay đổi, biến hóa khôn lường. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có lúc này lúc khác, có lúc chúng ta hồ nghi, chúng ta có vấn đề gì đó. Tại vì có lúc chúng ta cảm thấy mình dễ chấp nhận, có lúc chúng ta cảm thấy rất khó chấp nhận. Hồi đầu chúng ta nghĩ là tại đối tượng hồi đầu dễ thương cho nên là mình chấp nhận được, rồi bây giờ đánh mất sự dễ thương cho nên là mình đã không chấp nhận được. Nhưng mà mình cũng lờ mờ nhận ra nó có một cái gì đó thuộc về phía mình. Tại sao cũng là cái câu nói đó, cũng là cái ánh nhìn đó, cũng là cái hành động đó mà có lúc mình cảm thấy chấp nhận được, mình thấy nó không là gì cả, và mình thậm chí thấy nó cũng vui, cũng dễ thương. Nhưng mà cũng lời nói hành động đó mà
Tại sao có những lúc mình đón nhận như là kim châm muối sát và để lại một cái sự tổn thương nhất định trong tâm hồn, thì mình có hồ nghi là đời sống tâm hồn của mình nó bị xuống cấp, cái sức chịu đựng của mình nó không còn kiên cường như ngày xưa, hay là ngày xưa vì mình quá ham thích đối tượng, mình muốn có đối tượng, cho nên là mình tự ảo tưởng hóa bản thân mình chăng? Mình không có giỏi như là mình nghĩ, cái đối tượng đó cũng nặng ký lắm mà, đáng gờm lắm, nhưng mình nghĩ được, em ok. Và mình đã thiết lập mối quan hệ, xây dựng liên hệ tình cảm với đối tượng đó. Và trên thực tế thì đối tượng đó hơn chúng ta tưởng, khủng khiếp hơn chứ không phải là hay hơn. Và thực tế là chúng ta tệ hơn, yếu hơn, dở hơn chúng ta tưởng tượng. Và khi một đối tượng có quá nhiều khó khăn, một bên có quá nhiều khó khăn, còn một bên thì rất là yếu kém. Yếu kém đến mức mà trong một giai đoạn chúng ta cảm thấy dễ dàng phản ứng trước những cái điều bất như ý mà đối tượng đưa tới. Và nhiều khi đối tượng cũng không làm điều gì bất như ý hết, mà chúng ta cứ nghĩ là họ cố tình chống lại chúng ta. Nhìn vào ánh mắt của họ, nhìn vào cái hành vi của họ, nhìn vào thái độ của họ, chúng ta cũng đủ hiểu rằng họ không có ý hợp tác, không có tôn trọng đủ chúng ta. Nhưng mà có thật là đối tượng như vậy hay không? Hay là chính chúng ta cũng đang có vấn đề? Chúng ta hồ nghi, hồ nghi cho cả hai. Một bên là quá khó chịu, quá tệ lậu, quá đáng bỏ đi, còn một bên là đang xuống cấp, đang mất dần cái sức chịu đựng. Mình nhớ ngày xưa mình cũng mạnh mẽ lắm, ngày xưa mình cũng kiên cường lắm, những cái lời nói, những hành động đó không có thấm thía gì mình cả. Mà bây giờ mình cảm thấy mình rất là yếu. Trước kia mình giống như là một con sư tử hay là một con cọp, ai dọa, ai hù, ai tấn công đều không có lay động được mình, mình không hề khiếp sợ. Nhưng bây giờ mình cũng giống như là một con mèo, khè có chút xíu là nhảy dựng lên, đáp trả lung tung hết. Thì lỗi thuộc về bên nào nhiều hơn? Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại hoài cái hình ảnh rất là tuyệt đẹp mà Đức Phật đã hiến tặng cho chúng ta trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, và nó là một cái ngọn đèn soi sáng cho tôi trong cái sự thực tập mở lòng ra chấp nhận những đối tượng khó khăn. Đó là hình ảnh một dòng sông và một tô nước. Nếu mà có người ném nắm muối vào tô nước thì tô nước không uống được, nhưng nếu có người ném nắm muối xuống dòng sông thì vẫn có thể uống được nước của dòng sông đó. Thậm chí người kia có thể ném vài chục nắm, hàng trăm nắm muối, thì nước dòng sông vẫn có thể uống được như thường. Nước của dòng sông uống được như thường không phải tại vì nó không có muối, mà tại vì cái lượng nước nó quá mênh mông đi. Vài chục nắm muối, vài trăm nắm muối không có nghĩa lý gì cả. Sức chịu đựng của chúng ta cũng vậy, có lúc nó là một dòng sông, và khi nó là một dòng sông rồi thì những cái thái độ kia, những cái lời nói, những cái hành động khó nghe, khó chấp nhận kia, gai góc kia, hằng học kia, đầy độc tố kia, mình vẫn có thể chấp nhận được như thường. Nhưng mà cũng lắm lúc và thường khi chúng ta sở hữu một cái dung lượng trái tim rất là bé nhỏ, nhiều khi nó chỉ là một thao nước hay là một tô nước, thậm chí nó chỉ là một chung nước thôi. Cho nên chỉ cần vài cục muối chứ không phải là vài nắm muối là mình đã đỏ mặt tía tai, là mình đã nhăn nhó, là mình đã cự nữ, mình đã đáp trả sùm. Nhưng mà trong những cái lúc đó mình không có nghĩ rằng là cái dung lượng trái tim mình nó đang có vấn đề, mình đang có vấn đề. Mà trong những lúc như vậy mình nghĩ đối tượng có vấn đề. Cái này nó rất là bản năng thôi.
rất là tự nhiên. Mình luôn luôn đổ thừa là tại vì mình sợ hãi, mình không có dám thừa nhận là mình có vấn đề, hoặc là mình vô minh cho nên là mình không có thấy mình đang có vấn đề. Và phải trải qua vài trận bể dâu, tan tác, chia lìa, và sống nhiều năm trong cuộc đời, biết quan sát, biết nhìn lại đó, thì mình mới lờ mờ nhận ra rằng là chính mình có nhiều vấn đề. Và mình thấy cái chuyện mà mình mở dung lượng trái tim ra để nó trở thành một cái dòng sông đó, nó có liên hệ rất nhiều, nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái vết thương trong lòng của mình, đến những cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang có. Nếu mà mình quản chế được những nỗi khổ niềm đau của mình hay là cái vết thương của mình thì mình có thể chấp nhận được. Thì lúc đó cái dung lượng trái tim là lớn, và dù cho đối tượng đó vẫn cứ giữ nguyên cái sự khó chịu của họ thì mình vẫn không đau khổ, không có bức xúc, không có cảm thấy đau đớn, và không thấy đó là một vấn đề quá quan trọng. Nhưng mà khi mình bị những con quái thú trong lòng nó điều khiển, và ở trong ngành tâm lý trị liệu gọi trầm cảm là cái con chó đen, khi mà nó đã xuất hiện rồi thì năng lượng chúng ta không còn nữa, nó rút sạch năng lượng của chúng ta. Và khi nó đã rút sạch năng lượng của chúng ta thì sức chịu đựng cũng không còn. Và sức chịu đựng không còn cho đến bất cứ một cái gì nó lệch ý của mình thôi, chứ nó không hẳn là trái, mà thậm chí là nó vẫn không trái ý chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó trái ý chúng ta. Quý vị nghe kỹ dùm cho đó. Nhiều khi đối tượng không hề trái ý chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy nó trái ý chúng ta là do chính cái thấy của chúng ta, chứ không phải là do đối tượng. Mà tại sao chúng ta thấy như vậy? Tại vì mình hết năng lượng rồi. Giống như cái đèn hết điện rồi, bóng đèn hết điện, hay đèn hết pin rồi, cho nên là nhìn mà không có thấy gì hết. Rồi đón đại trong cái nỗi sợ, trong cái bản năng tự vệ là mình tưởng đối tượng như vậy, nhưng mà kỳ thực đối tượng không phải là như vậy. Và trong lúc đó thì mình không thể chấp nhận, và mình không thể chấp nhận thì mình sẽ phản ứng lên. Nhưng mà ngặt nói là trong một cái liên hệ tình cảm đó, để có thể thắt chặt vững bền và đi tới dìu nhau đi về hướng bình an hạnh phúc chân thật đó, thì bên này phải học cách chấp nhận bên kia. Chúng ta không thể nói rằng là tôi chỉ chấp nhận những cái hay, cái tốt của anh, và tôi không thể chấp nhận những cái dở, những cái tệ của anh. Hoặc là mình cũng không thể nói rằng là tôi chỉ trân quý, giữ gìn và sẽ giúp em phát huy những cái ưu điểm của em, còn những cái khuyết điểm, những cái vết thương trong lòng của em thì em tự lo đi, em phải tự giải quyết tất cả những cái khó khăn của mình, mà tôi không có cái trách nhiệm đó. Cái đó nó có phải là tình thương đích thực không? Đức Phật nói một người mà thương một người mà chân thật, true love, thì một mặt là họ có phải có một cái gì đó hay ho, có cái gì đó giá trị để hiến tặng cho người kia, mà cái sự hiến tặng này nó càng lớn lao, nó càng có giá trị, thì chứng tỏ là mình có một cái tình thương đích thực đối với người đó. Nhưng mà đồng thời, để có thể chứng minh đó là một cái tình thương đích thực ấy, thì mình phải có khả năng chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người thân của mình, chứ không thể mình chỉ có một chất liệu duy nhất là hiến tặng thôi, mà không có chất liệu của sự chia sẻ. Hiến tặng có thể khỏe hơn chia sẻ. Hiến tặng là có cái gì cho cái đó, mà nếu giỏi hơn, hay hơn nữa thì mình rút ruột rút gan ra cho những cái gì quý giá của mình. Nhưng mà hành động cho bao giờ nó cũng đem lại cảm giác an vui dễ chịu. Có thể mất mát một vài tài sản, nhường một ít trương mục hay là căn nhà thì nó cũng đau lòng xót dạ lắm. Nhưng mà mình được. Được là gì? Được là mình được cho, và mình được cái cảm giác dễ chịu, hạnh phúc, sung sướng của người kia dâng trào cho mình. Cho nên cho bao giờ cũng thấy dễ chịu hơn là chia sẻ những nỗi khổ niềm đau. Chia sẻ nỗi khổ niềm đau là mình phải mặt đối mặt, phải tiếp nhận rất nhiều năng lượng tiêu cực,
những năng lượng độc địa của người kia nhả ra. Mà nếu như mình là một người khỏe mạnh á, mà mình tiếp nhận những năng lượng tiêu cực đó thì cũng được. Nhưng mà nếu mà mình tiếp xúc liên tục, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, 5 năm tháng tháng, lúc nào cũng phải đón nhận những cái năng lượng tiêu cực của người kia, thì dù mình mạnh cỡ nào thì mình cũng sẽ phải yếu thôi. Cho nên các nhà xã hội học và các nhà tâm thần học ở Mỹ, họ nói rằng nếu mà chúng ta chăm sóc những cái người thuộc về nhóm bệnh về tâm thần mental illness, thì trong đó có anxiety disorder, rối loạn lo âu, depression, trầm cảm, bipolar, rối loạn lưỡng cực, schizophrenia, tâm thần phân liệt, vân vân, thì cái cơ hội mà chúng ta bị lây nhiễm là rất cao, và chúng ta ít nhất sẽ phải bị trầm cảm. Lây nhiễm ở đây có nghĩa là chúng ta phải phải chạy theo, phải đáp trả mọi cái hành vi của họ đó, mà đó là những năng lượng cực kỳ tiêu cực, và họ vung vãi sân si thì chúng ta cũng phải đáp trả bằng sân si thôi. Cho nên một thời gian sau mình là một phần như họ. Dĩ nhiên là họ bị tâm thần phân liệt thì không nhất thiết chúng ta phải bị tâm thần phân liệt, nhưng chúng ta sẽ rơi vào một cái nhóm tâm thần nhẹ nào đó, thí dụ như là rối loạn lo âu hay là trầm cảm. Như vậy thì khi mà mình thương một người nào đó, mình đâu có dự bị trước chuyện này đâu, phải không quý vị? Cái hồi mình còn trẻ, mình chỉ nghĩ đi vào cái khu vườn tình ái đó chỉ có hoa thơm, trái ngọt, nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng, và mình có những cái ước mơ rất là đẹp với nhau. Nhưng mà khi song hành trong cuộc đời, hoặc là khi mình sinh ra con đấy, mình chỉ nghĩ rằng mình đang có những cái thiên thần dễ thương, cuộc sống sẽ thêm vui và hạnh phúc khi có mặt những thiên thần đó. Nhưng mà những cái khó khăn đi theo là khôn lường, chúng ta không hề biết hết, không được dự báo trước những khó khăn của đối tượng thương yêu, và chúng ta đã rất là chủ quan, không tìm hiểu kỹ. Và không những không tìm hiểu kỹ mà chúng ta đã không thường trực quan sát những cái diễn biến thay đổi của đối tượng, và rồi chúng ta cũng không có nâng cấp thêm cái khả năng thương yêu của mình, cái khả năng hiến tặng và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của mình. Chúng ta không có những cái trường dạy những cái đó, chúng ta không có những cái khóa học về cái bộ môn thương yêu. Chúng ta cứ thương yêu đại thôi, cứ nghĩ rằng là cứ làm theo bản năng của mình, kết quả là chúng ta đã ngã quỵ, đã muốn bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần trước những cái khó khăn mà người thương của mình đem lại cho mình. Nhưng mà đó là người thương của mình, là con của mình, là người bạn đời đã sớt chia cho mình, với mình cũng không biết bao nhiêu là ân tình, là kỷ niệm đẹp, là những điều quý giá cho nhau, thì mình không thể bỏ được. Trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi có ghi 4 câu mà tôi rất là thích. Dĩ nhiên là mình thích thơ của mình rồi, thích hơn những bài khác. Đó là: tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Tôi viết xuống những câu đó mà tôi cũng rơi nước mắt. Là mình nói với lòng mình là phải ráng nha. Ráng không có được bỏ cuộc. Và đối với tôi thì tôi cũng có những liên hệ tình cảm với gia đình anh chị em của mình. Nhưng mà vì tôi là một vị thầy tâm linh, cho nên là mình có nhiều mối liên hệ tình cảm với những thiền sinh, những học trò xuất gia, rồi các bệnh nhân của mình. Cái liên hệ tình cảm ở đây là mình với họ là hai người bạn, mình với họ là thầy và trò, mình với họ là một bác sĩ và một bệnh nhân. Phải có tình cảm với nhau thì mới đồng hành, mới giúp đỡ nhau được. Và có những lúc thì quý vị biết là tôi cũng muốn bỏ chạy, tại vì bệnh nhân họ quay lại họ cắn mình. Cắn đây có nghĩa là họ nghi ngờ, họ bực bội, họ cáu gắt, họ giận dữ, họ đổ thừa mình, gây ra cái này cái kia cho họ. Và thậm chí là họ còn nghĩ
chính mình đã tạo ra vết thương trong lòng của họ. Nếu mà mình không có sẵn một cái nguồn năng lượng vững vàng này, nếu như mà mình chỉ có 1, 2, 3 bệnh nhân thôi đó, thì mình có thể chuẩn bị đủ, vài chục cũng có thể đủ, nhưng mà tới vài trăm, vài ngàn này, thì mình không có chuẩn bị kịp. Và trong những cái lúc mà năng lượng không có đủ như vậy, thì một cái sự tấn công đột ngột cũng có thể làm cho mình giật mình và có chút phản ứng. Nhưng mà tại vì tôi là người tu luyện lâu năm và hành thiền cũng lâu năm, cho nên một cách rất là tự nhiên là quay nhanh trở về với sự thực tập của mình, trở về để nạp năng lượng lại. Và ngay lập tức, nếu chậm lắm đối với tôi thì một vài giờ là chậm nhất, để nhớ lại rằng họ là kẻ đáng thương chứ không phải là kẻ đáng trừng phạt. Họ cần được giúp đỡ, họ là nạn nhân của chính họ, họ là nạn nhân của những nỗi khổ niềm đau trong họ, của những cái vết thương trong lòng của họ. Mình mạnh hơn mà, mình khỏe hơn, mình ổn hơn, mình còn nhiều thứ để sống, mình không có những cái chứng bệnh tâm lý. Những cái nỗi khổ niềm đau ở trong họ, nó ở với họ hàng giờ, giờ này qua giờ khác, thậm chí là chưa bao giờ họ thoát ra được để thở, để sống sót. Còn mình, họ chỉ tấn công mình 1, 2 giờ thôi, một vài lần trong ngày thì có thấm thía gì đâu. Nhưng mà đó là lý thuyết. Mình cũng có những lúc mình cũng biết điều đó, nhưng mà nó vẫn cứ đau, nó vẫn cảm thấy là mình cần phải dừng lại, cần tạo một cái khoảng cách đối với đối tượng này. Nhưng mà sâu thẳm bên trong là gì? Một sự trừng phạt thôi. Không muốn nói chuyện nữa, không muốn tiếp xúc nữa, không cho người đó đồng hành một đoạn đường nữa, thì đó vẫn là một sự trừng phạt. Nhưng quý vị biết là không phải lúc nào mình cũng gọi tên được như vậy một cách rõ ràng. Mình hiểu cái gì đã xảy ra trong lòng mình một cách rõ ràng, mình cứ nghĩ là mình cần phải được nghỉ ngơi, mình cần phải được nạp năng lượng lại, mình cần phải được hồi phục. Rồi mình cũng phải giúp cho bên kia họ nhìn ra vấn đề, họ đang bị cái gì. Có khi chúng ta bị lừa gạt bởi tâm thức của chính mình, để rồi chúng ta cho mình một cái quyền vào cùng. Bỏ một người nào thì dễ lắm quý vị, mà nó dễ tại thời điểm bỏ, nó cũng hơi khó một chút hả, lương tâm mà. Nhưng mà bỏ được rồi thì cũng có người sẽ cắn rứt cả cuộc đời. Mình không thể làm điều đó nổi, tại vì mình vốn thương người đó mà, mình vốn muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời người đó mà. Đây chỉ là một cái giai đoạn thôi, một cái thời khắc mà mình cạn kiệt năng lượng thôi, chứ đây không phải là tất cả con người của mình. Và mình có một cái niềm tin sâu sắc rằng là nếu mà mình quay về với sự thực tập, hồi phục năng lượng lại, thì mình sẽ chấp nhận được con người này. Cho nên khi tôi ghi xuống 4 câu thơ là tất cả sẽ tàn phai, quyền lực, địa vị, những cái hấp dẫn bề ngoài thì nó cũng sẽ thời gian tàn phai, nhưng mà chỉ có tình thương là ở lại, và những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Có thể trong cuộc hành trình này mình chỉ có duyên đồng hành với người đó một đoạn đường thôi, nhưng mà mình làm sao để cái đoạn đường đó nó thật là hay, thật là đẹp. Lỡ như mà mình không thể tiếp tục với người đó nữa thì không có oán trách, không có nhìn nhau bởi những cái hình ảnh rất là xấu xí, không có nhớ về nhau bởi những cảm xúc rất là tức giận. Những gì tốt đẹp nhất thì hãy cố gắng cho nhau. Và kể cả như Trịnh Công Sơn nói là cho nhau luôn cả hạnh phúc lẫn thương đau, trong bài hãy yêu nhau đi, thì mình cũng làm, mình cũng cho người thương mình những cái thương đau, những cái nỗi khổ niềm đau, những cái yếu kém của mình, nhưng đừng có cho nhiều quá, cho nhiều quá nó sống không có nổi, kẹt lắm thì mình mới có thể cho họ thấy được những cái, hay là tiếp xúc với những cái năng lượng tiêu cực của mình thôi. Mà mình cố gắng cho người thương mình những cái điều tốt đẹp nhất, và một trong những điều tốt đẹp nhất là mình có thể cho người thương của mình, tôi có nói một vài lần trong những bài pháp thoại gần đây, đó là
đừng có làm khổ nhau nữa, đừng có nhả độc, vung vãi chất độc vào nhau, đừng làm tổn thương nhau thì đã là tử tế lắm rồi. Còn nếu có thể tử tế hơn nữa đó thì hãy bao dung cho nhau, hãy tha thứ những cái lầm lỡ của nhau. Dĩ nhiên đây chỉ là một sự kêu gọi, đây chỉ là một cái chân lý mà chúng ta phải đi theo, một cái điều tốt đẹp mà chúng ta phải hướng tới. Chứ thực tế chúng ta không có làm được như vậy, hoặc là không làm được như vậy liên tục. Nhưng mà nếu chúng ta có ngã xuống thì chúng ta cũng đứng lên và đi về hướng đó. Đó là hướng Bắc, hướng đi về chân lý. Sự tha thứ, sự bao dung bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất để thiết lập một mối quan hệ vững bền. Không thể nào mà trong một liên hệ tình cảm mà không có những cái hụt hạch, không có những cái va đập, không có những cái lúc mà vô tình làm khổ nhau hết. Nhưng mà nếu như mỗi người không có sẵn cái khả năng tha thứ, mình nói là tôi không kiên nhẫn nổi, tôi tha cho anh 3 lần thôi nhé, hay là mẹ cho con cơ hội tới đây là đủ rồi đó, thì dĩ nhiên là mình sẽ mất người thương của mình. Và tôi nhớ là khi mà tiếp xúc với chăm sóc một người bị trầm cảm, có những lúc tôi cũng rơi vào cái tình cảnh đó. Tôi nghĩ rằng là tôi chỉ nhịn thêm lần này nữa thôi. Nhưng mà sau khi mình hồi phục năng lượng trở lại, khi đi mình đi ngồi thiền, đi thiền hành, mình tạm quên cái đối tượng kia đi, mình trở về, mình nạp năng lượng cho chính mình, thì tự nhiên là mình muốn tiếp tục giúp đỡ người đó nữa. Mình không thể để người đó rớt xuống, người đó chìm sâu được. Tại vì nếu mà mình không giúp người đó thì ai sẽ giúp bây giờ? Thì vậy cho nên là những cái bài thơ tôi làm nó động viên tôi nhiều lắm. Và mỗi ngày tiếp xúc với các vị thiền sinh là để trị liệu về tâm lý hay là tư vấn tâm lý, nghe câu chuyện của các vị, đôi khi mình thấy mình học hỏi được rất nhiều. Cái đức chịu đựng, cái đức hy sinh của nhiều người đó, nó đã ủy lạo thêm tinh thần cho mình để mình tiếp tục đảm nhận cái sứ mệnh, đó là giúp đỡ những người có những cái khó khăn về tâm lý. Và tôi có nói với sư chú trợ giả của tôi là, tôi nói nửa đùa nửa thật, là một ngày nào đó mà thầy trị liệu tâm lý cho nhiều người, tới một lúc tự nhiên thầy cũng bị bệnh tâm lý. Lúc nào đó thầy cứ nhìn đến nóc nhà mà thầy ngồi nói chuyện lép nhép, quên trước quên sau, có thể là bị tâm thần phân liệt hay gì đó, nhập nhằng giữa thế giới thật và thế giới ảo. Thì chắc là cũng đáng đánh công của mình. Và chuyện đó có thể xảy ra đó quý vị. Là tôi không phải là thánh, tôi không phải là Bồ Tát, tôi chỉ có một cái tâm nguyện là muốn giúp đời giúp người thôi. Nhưng mà cái sức mình nó có hạn đó, và tôi còn phải tu luyện rất là nhiều nữa. Và tôi ý thức rất là rõ là mỗi lần mình tiếp xúc với bệnh nhân nhiều ấy, đã có những cái giai đoạn mà tôi chỉ làm cái bước sơ khởi đầu tiên là tư vấn tâm lý thôi cho khoảng 500 bệnh nhân trong suốt 2 tháng, từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Và tới tuần cuối cùng của tháng thứ hai đó là tôi không có muốn đi tư vấn nữa. Buổi sáng thức dậy tôi không muốn đi đâu nữa hết, sợ lắm. Và khi mà bệnh nhân mở cửa phòng vào thì mình có hy vọng là bệnh nhân này đỡ hơn bệnh nhân trước kia, hoặc là hy vọng là có một cái câu chuyện gì nó khác hơn không, để mà mình cảm thấy dễ thở. Và buổi chiều sau khi tư vấn xong là về mình nằm bẹp luôn. Cũng may là mình chưa có bị họ mời lên cái trầm cảm hay là cái bệnh tâm lý nào trong con người mình ra, chỉ là bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng tiêu cực của họ thôi đó, mà mình đã kiệt sức như vậy. Và tôi biết nếu mà mình chọn công việc này thì mình nghĩ tới cái giá là một ngày nào đó giống như mình bị nhiễm bệnh vậy đó.
giống như mình giúp những cái người bị SIDA đó, thì mình phải nghĩ tới cái chuyện là một ngày nào đó cái nguy cơ nó có thể xảy ra. Còn giúp những người bị những hội chứng về tâm lý thì một ngày nào đó mình cũng có thể bị lây nhiễm. Và tôi đã nghĩ tới điều đó và tôi cũng đã chấp nhận. Và tại vì ngày xưa khi mà năm 2011 tôi đã xách ba lô đi vòng quanh 25 tiểu bang của nước Mỹ. 3 tháng đầu tiên thì tôi muốn bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần. Có rất nhiều thứ để mà mình sợ hãi. Và tôi đã suy nghĩ rất là nhiều để đưa ra cái quyết định cuối cùng là mình tiếp tục đi hay là mình sẽ dừng lại. Tại vì cứ nếu sợ như vậy thì không có thể nào đi xa được. Và tôi đã đưa ra cái chết. Nếu mà tôi chấp nhận cái chết á, cái chết có thể xảy ra mà tôi vẫn chấp nhận luôn đó, thì tôi có thể đi tiếp. Và trong cái cuộc hành trình đó tôi đã chạm mặt cái chết, chạm mặt tử thần rất là nhiều lần. Và khi mà mình đã vượt qua rồi thì cái nỗi sợ hãi trong lòng mình nó tan biến gần hết. Thì trên cái con đường giúp đời giúp người cũng vậy, mình nghĩ tới cái giá thấp nhất mà mình đã chịu rồi đấy thì không còn lo sợ nữa. Cái mình cần làm đó là phải luôn luôn giữ phong độ, giữ một cái nguồn năng lượng đủ để có thể giúp cho từng đối tượng mà mình muốn giúp, mà nó không ảnh hưởng tới phẩm chất đời sống bình an hạnh phúc tự do của mình. Thì tôi là một cái người chuyên tu, dành cả cuộc đời mình để tu luyện mà còn gặp khó khăn như vậy, thì quý vị là những người còn phải đối mặt với rất nhiều thứ trong đời sống. Dù quý vị phải phải xử lý một hay là hai tình huống, một hay là hai bệnh nhân trong cái gia đình của mình thôi, trong các mối liên hệ của mình thôi, nhưng mà với một cái năng lượng mà không thường xuyên để mà nạp vào, với một cái đời sống mà thiếu quay vào bên trong để tu luyện, để chuyển hóa phiền não, để tự chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn của mình, thì làm sao quý vị có thể đương đầu nổi với những cái khó khăn mà người thương mình đem đến, và làm sao quý vị có thể thương người thương của mình một cách chân thật được khi mà quý vị đã muốn bỏ cuộc, đã muốn bỏ rơi người đó. Cho nên tôi rất thích cái câu kiên nhẫn là chứng tích của tình thương đích thực. Có nhiều cách để có thể chứng minh là mình thương người đó thật hay không. Thương ở đây không phải là một sự ưa thích. Thương có nghĩa là mình muốn chia sẻ, muốn đồng hành, muốn cho người đó những cái giá trị tốt đẹp và cả dìu người đó qua những cái đoạn đường khó khăn. Thì cái mà mình có thể biết được là mình thương người đó thật hay không, đó là khi người đó nhả độc, khi người đó rơi vào khốn cùng, khi người đó không còn đẹp lung linh như ngày nào mà mình vẫn ở bên cạnh. Mình chấp nhận những cái cảm giác đó, mình chấp nhận đón nhận những cái năng lượng độc hại đó để mình có thể sẻ chia làm cho người đó bớt khổ, thì cái đó mới là cái tình thương chân thật của mình. Mà ở đây là chữ kiên nhẫn. Kiên nhẫn có nghĩa là nó không phải chỉ xảy ra một lần mà rất là nhiều lần. Và dầu dầu là mỗi lần như vậy mình đều muốn bỏ cuộc, nhưng rồi mình đã không bỏ cuộc. Cái con tim tỉnh thức của mình nó nhắc nhở rằng là mình vẫn còn tốt đẹp hơn người đó nhiều, mình vẫn còn hay ho, vẫn còn nhiều cơ hội hơn người đó nhiều. Cho nên, và hơn hết, người đó là người thương của mình. À, nếu mà mình không giúp thì ai sẽ giúp bây giờ? Bây giờ mời đại chúng sẽ nghe 2 bài hát. Bài hát thứ nhất là bài Hoa vàng mấy độ. Bài hát thứ hai là bài hát Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát Hoa vàng mấy độ là nói lên một cái đóa hoa vừa xuất hiện trong khu vườn của Trần Thế. Nó có một cái sứ mệnh, nó mang đến hương thơm cho cuộc đời, mà đồng thời nó cũng có những cái khó khăn của riêng nó. Mà ai tiếp nhận cái đóa hoa này thì có ý thức hết cái điều đó hay không, và cái đóa hoa nó cũng có ý thức hết cái thân phận của nó hay không,
để một mặt nó tỏa ngát hương cho đời, nhưng một mặt nó phải biết cách quản chế hết những cái khó khăn của nó. Và bài hát Để Gió Cuốn Đi thì đại chúng chắc là biết nhiều. Ở trong đó có những câu mà mình rất là xúc động. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Tại sao lại để gió cuốn đi? Một tấm lòng mà gió có thể cuốn đi được thì nó nhẹ lắm, nhẹ tên, nhẹ như sợi lông hồng vậy. Gió là có thể thổi, là có thể bay được, mà bay khắp ngàn phương. Một cái cõi lòng mà được gọi là cõi lòng nhẹ là cái người đó khi thương yêu ai đó, họ đặt rất ít điều kiện, thương mà ít có làm khổ nhau, thương chỉ cho nhau nhiều giá trị hơn thôi. Khi mình thương một người nào mà mình chỉ muốn đến bên người đó để cho họ những giá trị tốt đẹp và chia sớt những nỗi khổ niềm đau mà mình không có trừng phạt, không có làm khổ họ, thì gọi là một tấm lòng nhẹ, một tấm lòng cao thượng. Và cuộc đời cần những tấm lòng như vậy lắm. Chứ còn thương nhau rồi làm khổ nhau, người đó như thế này thì mình như thế kia, đáp trả chan chát qua lại, thì cuộc đời này nhiều lắm. Và có thể ai cũng là như vậy. Nó cần một cái gì đó khác biệt. Và chúng ta có thể nằm trong cái sự khác biệt đó hay không? Và để rồi là hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Và có những khi mà mình muốn thương người thương của mình, muốn nâng đỡ người thương của mình, thì mình phải chịu đau đớn nhiều lắm. Cho nên người Trung Hoa họ diễn đạt cái chữ nhẫn là ở trên là bộ đao, ở dưới là bộ tâm. Con dao nó cắm vào trái tim chảy máu. Nhưng mà tôi thì không thích lắm cái cách diễn đạt này. Tại vì nếu mà mình vẫn giữ cái dung lượng trái tim cỡ chừng đó để mình ráng mình chấp nhận hết những khó khăn người kia thì chịu không nổi đâu. Cắn răng chịu đựng không phải là giải pháp. Nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Trong khi trong sự thực tập của Đạo Phật, đó là mở rộng dung lượng trái tim ra. Nếu bạn vẫn giữ khư khư cái lòng bạn chỉ là một tô nước thì không thể nào đón nhận nổi một vài nắm muối. Bạn phải quay về làm sao để mà mở rộng dung lượng trái tim mình thành là một dòng sống thì mình có thể đón nhận được. Lúc đó không cần phải cắn răng chịu đựng, lúc đó không còn rơi nước mắt nữa. Nhưng mà nói cho cùng thì chúng ta không phải là Bồ Tát, không phải là Thánh. Cái con đường, cái cuộc hành trình mà mở rộng dung lượng trái tim từ một tô nước để trở thành một dòng sông cay đắng đó, trăm cay nghìn đắng, đau đớn khôn cùng. Cho nên mình phải nghiêng đời xuống, tức là mình phải bước thấp xuống. Tôi có nói với một bạn đến tư vấn tâm lý là, thì hồi sáng nay tôi có nhắc tới trong bài pháp thoại ở chùa An Lạc, đó là khi mà đứa con nó không muốn nhìn người mẹ nữa. Đứa con 17 tuổi. Tại vì trước đó 3 năm, đứa bé 14 tuổi bà mẹ đã lỡ đánh đòn một lần vì không ngoan. Và trước đó vài năm đó, cuộc hôn nhân của chị tan vỡ. Thì đứa bé đó nó có những cái uất hận, có những cái giận mẹ của mình. Và đúng thời điểm thì đứa bé đó rời khỏi vòng tay của mẹ, nó đi qua nhà của ba nó ở. Tại vì ba đó nó lúc nào cũng chiều chuộng theo những cái mong cầu của nó. Và nó cần hàng hiệu thì ba nó sẽ đáp ứng, tại vì ba nó cần có nó làm đồng minh để chống lại mẹ nó. Và vì nó nghe lời ba nó cho nên là mỗi ngày nó nhìn mẹ nó bằng cặp mắt rất là căm ghét, mặc dù ba nó có người vợ khác. Để rồi mỗi ngày đứa bé đó dần xa mẹ của mình, 7 tháng chị không gọi được con, chị không biết con mình như thế nào, chị rất là hoảng sợ. Và tới khi mà chị đến trường, chị thương con quá đi, chị phải chạy tới trường để gặp con, thì ở đó nhà trường người ta không có cho gặp. Người ta nói ở đây đó, ba đứa bé nó trả tiền cho nó đi học, ba nó dặn không được cho mẹ nó gặp. Cho nên chị lại nhận một cái tin nhắn từ con là mẹ về đi, nếu mà mẹ tiếp tục vào trường của con sẽ tự tử cho mẹ coi. Chị buộc phải đi về và rất là đau đớn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng chờ một cái tin nhắn của con mình. Và tôi nói với chị rằng đó là một phần tất yếu của vai trò làm mẹ đó chị. Phải hy sinh, chị phải kiên nhẫn, chị không được chùn bước. Tại vì con chị nó đang chìm vào màn vô minh, thiếu hiểu biết, chị phải khai thị con, dẫn cho con trở về con đường sáng. Không được tự ái, không được bỏ cuộc. Để tiếp tục nghe lời khuyên này thì mời quý vị nghe hai bài hát.
Vì thấy là trong đoạn video clip đó, hoạt hình đó mình thấy là cậu bé giúp cho chú chó hứng những cái giọt nước để rồi đi về tưới những cái đóa hoa vàng. Rồi chú chó đã trả ơn và đem một đóa hoa xinh tươi tới tặng cho chú bé. Nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương. Và chúng ta từng là những con người dễ thương như vậy, nhưng bây giờ nó đi đâu mất rồi. Làm ăn quá mà sống bạc mạng, hướng ra bên ngoài quá mà. Và tôi đã nói với người mẹ đó là chị không được bỏ con của mình. Chị đừng để cho cái sự tự ái nó khiến chị phải thu cái trái tim của chị lại. Chị phải bước xuống. Chị không được đóng vai một cái người mẹ không, mà chị phải đóng vai một người bạn. Trong lúc này chị không có thể phân bua với con cái gì đúng cái gì sai. Trong lúc này không phải chị kéo con chị về để chị rầy, để chị hạch tội, để cho tại sao con chị lại đối xử với chị như vậy. Mà trong lúc này cái chỉ cần nhất đó là thiết lập lại cái liên hệ tình cảm mẹ con với nhau. Và trong đó con của chị nó phải tin tưởng chị, nó không còn sợ hãi chị nữa. Và nó phải có những cái thông tin đúng về chị, về cái tình thương của chị. Thì chị phải kiên trì, chị phải giúp con chị, tại vì nếu chị không giúp thì ai sẽ giúp bây giờ? Bây giờ chị nghĩ đi, nếu mà một ngày nào đó con của chị nó lớn lên trong cái hiểu lầm, cái uất hận như vậy thì nó có hạnh phúc không? Dù nó cố tình không gặp chị nhưng nó vẫn rất là đau khổ, tại vì nó rất cần một người mẹ. Và cái liên hệ mẹ con là một liên hệ linh thiêng không bao giờ có thể cắt đứt ra được. Dù hai bên hay là một trong hai bên cố tình không muốn nhìn nhau, không muốn chấp nhận nhau. Vậy thì những gì xảy ra cho con chị là xảy ra cho chị. Và những gì xảy ra cho chị là sẽ xảy ra cho con chị. Cho nên trong lúc này đây chị có hai việc phải làm. Việc thứ nhất đó là cố gắng thiết lập liên hệ tình cảm với con bằng cách là dù con của chị nó có những cái cách sống nó hơi đua đòi, nó thích đồ hàng hiệu, thì chị cứ chiều con một vài lần. Giống như là mình dụ nó một chút, nó thấy cái tính thân thiện, cái sự quan tâm của mình là một người mẹ thì mình hiểu con mình cần cái gì. Dù những cái cần đó nó không có hoàn toàn chính đáng, nhưng mà trong lúc này cái chính đáng nhiều khi nó không còn quan trọng bằng cái việc mà con mình nó cho mình một cái cơ hội để đến gần với nó. Nhưng mà trong tự ái mình sẽ đặt ngược câu hỏi lại là tại sao mình phải làm như vậy? Nó là con của mình mà. Nó phải vâng lời mình, nó phải nghe mình, nó phải phục tùng mình. Chứ tại sao mà mình phải khổ sở như vậy? Câu trả lời là tại vì mình là mẹ của nó. Tại vì mình là người có dung lượng trái tim rộng lớn. Một người có trái tim rộng lớn thì mới chấp nhận được một con người nhỏ bé mà thôi. Chứ một người nhỏ bé, có một trái tim nhỏ bé thì không thể nào chấp nhận được một người có trái tim nhỏ bé cả. Cho nên hơn bao giờ hết,
ngay trong lúc này chị phải tìm mọi cách để nâng dậy trái tim của mình, để nó vượt qua sự tự ái, vượt qua sự tổn thương, vượt qua sự đáp trả không cần thiết, để chị có thể tặng con những cái món quà để gây thiện cảm trở lại. Hy vọng rằng là con chị nó có xét lại. Mà thậm chí chị biết không, nếu như con chị nó vẫn tiếp tục đóng chặt cửa lòng nó lại, có thể vì nó sợ hãi quá trong một cái sự hiểu lầm nào đó, thì chị cũng phải kiên trì cho tới ngày con của chị nó làm mẹ. Chắc là phải đợi tới lúc đó nó có con, nó mới hiểu hết cái tình mẫu tử là gì, nó mới có thể hiểu hết làm mẹ là khó như thế nào, nhất là ở xã hội Tây Phương này. Đó là đức hy sinh cần phải có của một bà mẹ. Đó là việc làm thứ nhất. Việc làm thứ hai đó là chị phải quay về để duy trì năng lượng, duy trì phong độ của mình. Chứ nếu mà chị vẫn trong cơn cảm xúc này, trong cơn tức giận như vậy đó, thì chị càng đào thêm cái hố ngăn cách nếu mà chị tiếp cận với con. Thì trong lúc này đây chị không cần phải làm gì nhiều hết, chị chỉ nên làm cho chị thôi, thư giãn đủ, bình an đủ, sống thảnh thơi đủ. Nghĩa là chị đang sống cho con của chị. Trong chính giây phút đó, huống hồ chị khi năng lượng hồi phục trở lại, khi lòng bình an trở lại, thì chị vừa có thể không còn phẫn uất vì thái độ không dễ thương của con, vừa có thể nghĩ ra thêm cách để giúp cho mình được đến gần với con mình hơn. Làm sao để con mình nó chấp nhận mình hơn. Chị biết không, một ngày nào đó con có chị đồng ý đi gặp chị, lúc đó chị nghĩ chị sẽ xuất hiện trước mặt con như thế nào? Vẫn căng thẳng, vẫn đau đớn, vẫn vật vã, vẫn than trời trách đất, trách đất, vẫn buồn tội, hay là mỉm cười nhẹ nhàng, thư giãn và tràn trề yêu thương? Thì như là trong bài hát của anh Trịnh Công Sơn, bài Đầy Gió Cuốn Đi, có những câu rất là xúc động. Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Con chim đó là tâm hồn. Trịnh Công Sơn anh hay dụ cái tâm hồn con người là một con chim, nó thổn thức rồi nhưng mà nó cũng có thể hót véo von, nhưng mà khi nó chữa lành vết thương rồi thì chim sẽ bay đi triền miên, làm tiếng hót tan trong trời gió lên. Thì con mình nó cũng có thể đang tổn thương tâm lý, và một ngày nào đó nó được chữa lành, và trong đó có sự đóng góp rất là lớn của mình. Tôi vẫn thường hay nói rằng cái người nào làm mình tổn thương thì cũng chính người đó sẽ chữa lành vết thương của mình nhiều nhất, trừ chính mình ra thôi. Ngoài mình ra thì cái người mà có thể chữa lành về vết thương tâm hồn mình nhiều nhất chính là cái người đã để lại vết thương trong lòng của mình. Cho nên nếu như con của chị nó nghĩ rằng chị là người để lại vết thương trong lòng của nó, và chị cũng có một niềm tin như vậy, thì chị phải là cái người chủ động để chữa lành vết thương cho con mình trước khi con mình nó tự biết cách chữa lành vết thương của nó. Và như vậy thì chị sẽ giúp cho con mình một hướng đi trong cuộc đời, bước vào đời với một trái tim lành lặn. Chỉ có một trái tim lành lặn thì mới có thể có bình an và hạnh phúc vững vàng. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.